Thưa quý vị, theo thống kê của Bộ Công Thương, mức tiêu thụ thực phẩm và đồ uống bình quân hàng năm của nước ta chiếm khoảng 15% GDP. Sau thời gian gián đoạn vì đại dịch, dự kiến đây là thời điểm vàng cho ngành thực phẩm và đồ uống Việt Nam khi mà thị trường đã thoát khỏi những thách thức từ COVID-19 để sống chung với dịch bệnh một cách hiệu quả. Trong xu thế trên, triển lãm nguyên liệu thực phẩm và đồ uống Việt Nam FI Việt Nam 2022 cũng đã quay trở lại sau 2 năm gián đoạn. Thông tin tại cuộc họp báo ngày 15 tháng 9, Ban tổ chức FI Việt Nam 2022 cho biết, năm nay, triển lãm dự kiến sẽ quy tụ hơn 5.000 chuyên gia thực phẩm và đồ uống từ khắp Việt Nam, khu vực và toàn cầu, từ tất cả các phân khúc ngành và hơn 160 đơn vị triển lãm từ 20 quốc gia. Sự kiện năm nay sẽ diễn ra đồng thời nguyên liệu đồ uống và nguyên liệu tự nhiên, mang đến cho khách tham dự cơ hội vượt trội để tham dự 3 ngày triển lãm tại cùng một địa điểm để tiến hành hoạt động kinh doanh và kết nối hiệu quả. Khách tham dự có thể gặt hái thêm những kiến thức, hiểu biết và tìm nguồn cảm hứng, tìm kiếm nguồn nguyên liệu sáng tạo, phát triển các mối quan hệ kinh doanh mới, học hỏi từ các chuyên gia trong ngành và tham gia các hoạt động nổi bật tại triển lãm. Có một thực tế thú vị là ở Việt Nam có rất nhiều người ăn chay, mặc dù người Việt Nam vốn đã luôn ăn nhiều rau rồi. Chính vì vậy, có một xu hướng mới đó là sản phẩm nguồn gốc thực vật, tạo ra các sản phẩm nguồn gốc thực vật nhưng lại có hương vị thịt. Vì vậy, các sản phẩm nguyên liệu mang đến tại triển lãm sẽ giúp tạo ra các hương vị cho sản phẩm nguồn gốc thực phẩm, kết cấu giống như thịt nhưng vẫn là sản phẩm chay thực vật. Những công nghệ mới này sẽ có mặt tại triển lãm năm nay như một điểm tiêu biểu nổi bật. Triển lãm FI Việt Nam 2022 sẽ được diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC, thành phố Hồ Chí Minh, với nhiều hoạt động thu hút như khu trưng bày sản phẩm tiêu biểu, khu vực giới thiệu một số các sản phẩm cải tiến nhất, hội thảo kỹ thuật, giải thưởng an toàn thực phẩm cho tài năng trẻ và FOS, chương trình kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối kinh doanh trực tiếp trước và trong thời gian triển lãm với các chuyên gia trong ngành F&B và các hội nghị, hội thảo chuyên đề mang tầm vóc quốc tế.